Hello anh em, chào mình em đã đến với kênh của mình đây. Hôm nay mình sẽ chơi 6 tựa game tổng hợp nhá. Đầu tiên mình sẽ chơi game mình chơi đây. Ngoài wow, có một quả bóng kìa. Ui wow, một quả bé này. Ui da. Ok, bây giờ mình sẽ phải chạy theo quả bóng này à. Trời đất ơi. Ui. Wow, đang chơi bóng ở đây. Ui ơi. Có tự có tí trẻ con khóc kìa các bạn. Ui, có mộ ông đang đánh trẻ em kìa. Ui chết rồi. Sao cô bé này tò mò quá vậy nhỉ? Ui. Wow, chạy 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 chạy. Chết rồi. Ôi nhốt luôn vào trong đấy luôn. Quay để cái phá ở đây này. Wow, một căn biệt thự. Rồi mình sẽ lấy món đồ đi. Ui 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 ui. Rồi mẹ lên trên đây này. Ui. Cắt cái bức tranh ở đây nhé. Rồi, một cái chìa khóa này. Hai cái chìa khóa này, mình sẽ mở cánh cửa ra nhé. Chạy nào, hết chưa? Không biết ông đen đang đâu nhỉ các bạn. Ui, kìa kìa. Từ từ mình sẽ xem máu đang đi đâu nhá. Tí mình còn biết đường chạy. Uầy, kêu mấy vòng đằng sau. Ui ồ ồ ồ. Kìa ông ấy, ông đang đứng kia kìa. Mình chờ ông ấy đi vào trong nhà nhá. Đó, xong ấy mới có thể hành động được. Ui ồ ồ. Vàng quá. Đồ. Rồi, ông ấy cứ lần vần ở ngoài thì mình trà dám vào bên trong nữa. Úi xời. Đi vào trong nhá. Rồi, ok, mình bắt đầu hành động nhá.
chạy 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 chạy. Không chết tiệt này, mình sẽ vắt mấy món đồ đi. Okay, mình đã lấy cái chìa khóa này này. Lúc nãy mình lấy chìa khóa nào nhỉ? À đây, chìa khóa đỏ các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ chờ ông ấy đi chỗ khác xong mình sẽ đột nhập vào bên trong nhá. Ui, ông ấy đi ra rồi. Ok, mệt lắm. Đồ nhập bên trong này. Thôi, mình sẽ chuyển qua game khác nhá. Ai cái Lim 2 này. Rồi mình sẽ lại phải chỉ cho cô bé thôi. Okay. Giờ sẽ đi tiêu diệt ông ấy nhá. Chưa tới đâu nhớ bạn nhỉ? Đây, tới đây đi. Con bé đang khóc này các bạn này. Đây là giọt hồi nhỏ. Mình sẽ đi lục những cái thùng này các bạn nhé, để lấy một món đồ, lấy một tấm vé, không biết nó đang nằm chỗ nào nhỉ. Có 6 cái thùng nhá. Ôi không có luôn kìa.
Ôi mình cũng chả cần đi lấy cái đấy nữa. Để xem nó không có không nào. Ui, rồi ok. Đi tìm chết chết các bạn nhỉ. What's up, Jay? I have a rare piece that I found out there. Surely you know what to do with it. If you bring me something pretty, I'll give it to you. Okay. Mình sẽ lên trên đây nhá. Trên nó vào trong ngôi nhà lấy vài món đồ nữa. Ôi, do không thấy mình các bạn ạ. Đây là một nơi mà rất là linh thiêng nhá, nhiều người đã khuất ở chỗ này luôn đó. Mình sẽ bắt con cát đi này. Đó. Ôi, hello. Đây là chú mèo rất là dễ thương của chúng ta. Đó. Đẹp không các bạn? Jay, help me out. Mình sẽ tới chú bay lúc xin luôn. Chú mèo nó chạy chạy cho mình. Đây là mèo. Thôi mình thay thế ở đây nhá. Do chết ngất rồi. Thôi mình sẽ chuyển qua game tiếp theo. Đây Tom Freddy này. Ôi giật quá úi rồi đi ăn nhá. Con chú mèo nó không lại về ăn nốt đi. Để đây nào. Rồi chúng ta sẽ xem món gì ngon nhất để cho chú mèo ăn nhá. Rồi, à, thơm quá. Đói rồi. Đam đam. À, mình sẽ cho mỗi chú ăn một miếng phô mát luôn. Ờ, có gì nhỉ? Đây. Rau bắp cải nhá. Bắp cải mình có rất là nhiều luôn. Ồ, không ăn rồi. Vẫn còn nhắm nha, mình cho ăn nốt luôn này. Ăn củ hành tây. Ồ, ăn nó hết rồi. Rồi chúng ta sẽ đi sắm đồ nhá. Sẽ tới nhà bóng xem sao. Ui, hai cái bấm. Bóng rổ đẹp luôn. Đây. 30 xu. Ui, chúng ta thấy rất là nhiều. Ta sẽ về đây nhá. Ồ, 30 xu kìa. Ôi, ống kính thiên văn. Một mũi tiêm trích. Rồi, 3 túi hạt giống. Wow, được rất là nhiều thứ luôn.
Ồ, gì đây nhỉ? Tôi sẽ xem nó có gì nhá. Ôi, có những con ký sinh trùng các bạn. Ấy ồ, thành con quái quái vật rồi. Ui giời. Thôi, sẽ cùng nói chuyện đi. Oh. À, đi trồng rau rồi nhá bạn nhờ. Sẽ còn ai không nhá. Đi trồng rau nào. Còn ai nữa không? À, lắm xuống đây này, đi, cùng rau nào. Úi trời, đang nhổ rau kìa. Tôi sẽ phụ mấy chú ấy một tay nhá. Chào ông bầu. Đang tháo đất này. Rất chi là dễ thương luôn. Em muốn phụ mà chú một tay nhá. 1, 2, 3. Chúng ta sẽ chú nước trong cây này. Ôi. Thế tối rồi. Thôi mình sẽ chuẩn qua phiên tiếp theo nhá. Thời gian đi các bạn ạ. Đợi mình xíu. Ôi, có vẻ là in rõ hình điện thoại của mình không ạ? Mất nhờ. Mình sẽ phải xem có gì không. Ôi, không có gì luôn này. Ê ha, một cái chìa khóa. Trong đây mới có gì không nhỉ? Không có gì luôn. Một cái chìa khóa các cây. Đây là nhà giam của con quái vật. Trong đây cũng chẳng có gì luôn ạ.
cửa có gì trong không nhá. Các bạn đoán thử xem nào. Ôi, chả có gì trong luôn. Rồi bây giờ sẽ lên trên nhá. Ôi, cái nhà kia. Ui, mình thấy một cái sạc cãi rồi. Cái đấy chả làm được gì các bạn nhỉ. Ui, một cái chìa khóa nhá. Wow, rất là may mắn khi mình lấy được cái cây sạc cãi đây này. Rồi trước hết mình sẽ cậy ở trong đây nhá. Ui, một cái kéo. Kéo mình vớt thế này. Một vớt dùng cây. Mình đang ở chơi chế độ này thế nên là không nhìn thấy bà ma đâu nhá. Đây là cái súng, súng bắn thật điện. Cái này để lấy khẩu súng sóc lọ kìa các bạn. Vứt ở đây này. Không biết trong đây xuất hiện có cái gì nhỉ. Không, không biết trong đây có mở dao nhỉ. Mình sẽ quay lại lấy này đi nhé. Đi lấy khẩu súng sóc lọ các bạn, xong rồi xử lý con quái vật ở dưới hang nước ạ. Đây này, nó đây này. Ui. Hello. Mình nhắm vào đầu nó nhá. Bùm. Ui. Đây, các bạn thấy gì xảy ra? Wow. Thôi, mình sẽ chuyển qua game tiếp theo này. Cái gì các bạn nhỉ? Đây, game này nhá. Ôi, mình đi dự thi các bạn. Mình sẽ trả lời nó trên quả này. Wow. Rất chi là dễ thôi. Ui, thêm một bài giáo sư câu hỏi tiếp theo nữa. Là quả này chứ còn quả nào nữa. Wow, quả quả chua. Ui, một tên. Câu hỏi cuối cùng. Một cái nơ. Đây là cái này chứ còn gì nữa các bạn nhỉ. Một cái nơ hồng. Mình sẽ qua vạn đây vào 59 nhá.
mình nên chọn con đường nào. Dạ, ui trời ơi. À, con đường A. Ok. Có một chú cong với ru rồi. Úi giời ơi, đấm chú ấy bay mất sát nha. Rồi mình qua level tiếp theo nhá, level 60 luôn. Rồi mình chạy con đường nào. Đợi mình xíu, mình sẽ xem nhá. Con đường A này. Con đường B. Hy vọng là mình sẽ chọn đúng luôn. Mình sẽ chọn cho lại nhá. Con đường A. Cái gì mà nó còn phức tạp. Cái gì đây? À, bây giờ thông minh là lấy điện thoại ra để xem bản đồ. Em là mình không biết nhỉ? No, không nhận nữa rồi. Rồi, level 61 này. Mình chọn con đường nào? Con đường là Asam B. Ui dồi. Con đường A. Con đường A đi. Ôi, có một con ong. Một ong thì mình sẽ ăn. Con ong lấy mật nữa. Mình sẽ chủ cái game tiếp theo nhá. Alo, không chơi được game này luôn. Thế mình sẽ chuyển ra game này nhá, thay thế vào game này luôn. Zombie Black. Thôi mình sẽ show mấy ông đầu trong mặt như vậy nhỉ. Kinh ông ấy run rồi. Ôi, đâu? Khi ông trúng nhờ các bạn nhờ. Kinh đầu cho mặt ngựa. Chết chưa. Kinh. Không có hai quả sừng trong gớm. Ôi bị mất một chân rồi. Ôi. Xa quá bạn ạ.
Ui. Thôi thua rồi. Rồi sao mình sẽ trở lại nhá. Đây là một zombie á. À, nó sắp chết rồi. Ôi. Ê, thế mà nó không trúng nhỉ? Ui giời ơi. Hôm mình sẽ dừng clip ở đây. Các bạn thấy hay thì nhớ đăng ký, subscribe để ủng hộ kênh mình nha. Bye bye các bạn.